mang cá sớm đi. Giao sớm cho mát bạn ạ. Với lại để cho cá nó khỏe, an toàn vẫn hơn. Thôi, bê vào trong nhà, vào làm bún trà đã. Ok, tôi bê vào nhé. Để, bạn cứ để đấy, ngồi đây nghỉ đi đã. Bạn về đây được lâu chưa? Cũng được hơn một năm rồi bạn ạ. Đi qua đây, khu này có vẻ thoải mái nhỉ? Đường xá thì thuận tiện, khu này lại an toàn. Mỗi tội, ở cạnh thằng hàng xóm, nó hơi tỏ đơn tí. Nên là tôi cũng hơi chán đúng không ạ? Sao thế? Nó tên Mạnh, chỉ được cái to xác thôi. Nhà nó ở bên kia kìa. Thế nó làm gì ông ạ? Ông thấy tôi xây cái bể cá này hơn 100 triệu. Toàn thả cá koi. Mà hắn sang đây chỉ thích mỗi cá chấm. Thế bạn có thả cá chấm không? Tôi thả 1-2 con. Thi thoảng có khách bắt lên thịt cho tiện thế mà. Thế thì có liên quan gì mà ông lại gọi hắn là tổ đần? À đây rồi. Để tôi gọi vào đây cho ông thấy, đỡ phải trả lời ông. Này ông bạn, vào đây uống nước đâu ông bạn. Ơ Nay già rảnh rỗi thế? Ừ, vừa nhắc đến ông xong đấy. Sao, có chuyện gì thế? Chả là tôi mới mua thêm đôi cá, ông vào xem có thích không. Đâu, vào xem nào. Đi, vào đây tôi chỉ cho. Đây, tôi mới bắt 2 con này, ông xem có đẹp không. Ừ, to thật, để tôi bắt tay thả cho. 10 triệu một đôi của tôi đấy. Không đẹp thì còn lạ. Ui, đắt vậy cơ. Nhưng mà có cho tôi không lấy. Thế bây giờ tôi cho ông một con cá này với một con cá chấm đen trong bể, ông chọn con nào? Tất nhiên là chọn cá chấm đen rồi. Nó to gấp 5 lần con này cơ mà. Ngu gì lấy con này. Được, để tôi đi bắt cho ông. To thật. Tôi xin nhá. Tôi về đây. Ok. Ông về nhá. Rồi, xin chào nhá. Tôi vui được làm hàng xóm với ông. Ông thấy chưa? Chắc hắn nghĩ to là to tiền. Đầu đất ấy, nên chỉ thế thôi. Chán lắm. Thôi, tôi xin phép tôi về đây. Nhà còn mấy mối hàng mà gần trưa rồi. Cá chết hết. Ok, hôm nào có dịp qua đây chơi với tôi. Ok. Chứ ở cùng mấy thằng hàng xóm đầu đất chán lắm. Nha, xin chào. À, ông anh. Ông anh đi chợ à? Sao ông để vợ con đi mà đi chợ thế này? Ừ, tôi tiện thì đi thôi. Có sao đâu. Nếu lần sau anh đang có cho anh cá thì anh chọn con cá vàng ấy. Nếu mà anh không chơi, anh để cho tôi 3 triệu một con. Không, tôi không thích. Nếu mà anh chọn con cá kia chỉ đáng có mấy trăm nghìn, đắt lắm là 1 triệu. Anh lấy một con cá vàng bằng 3 con cá kia không thích hơn à? Tôi chỉ lấy cá chấm đen thôi. Anh vẫn không hiểu. Hay là tổ đần thật đấy? Thì có ai gọi tôi là tổ khôn đâu. Thế bây giờ anh lấy một con cá vàng, tôi đưa cho anh 3 con cá chấm đen, thế đã được chưa? Nếu tôi lấy cá vàng thì hàng xóm họ sẽ không gọi tôi là tổ đần nữa. Và thi thoảng nhà tôi lại không có cá chấm đen để ăn nữa.
ê, ê.